Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở câu số 2, câu số 3 đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em ở câu số 4, câu số 5 em nhé. Rồi, ok, chúng ta đã giải cho nào. Như vậy thì đề này thầy sẽ quay trong vòng 4 clip. Nói chung là thầy cũng muốn quay cho các em trong vòng 1 clip. Nhưng mà thầy nói với em là rất là dài. Mà dài thì học trên 1 tiếng đồng hồ mà ngồi trước màn hình thì rất là mệt các em. Thực sự là như thế. Nên là dài các em cũng la, mà ngắn các em cũng la. Sống không biết làm sao cho nó vừa lòng các em. Thôi cứ theo quan điểm cá nhân của thầy thôi. Còn bạn nào vẫn còn ủng hộ, vẫn còn thích thầy thì vẫn cứ xem. Vậy thôi. Còn bạn nào không thích thì có thể mời sang ở các kênh khác. Ok, tính thầy nó dễ chịu lắm các em nha. Khó quá thì mình bỏ qua thôi. Chứ đừng comment mấy câu khác quá khác thì nghe cũng mệt mỏi ha. Ok, tiếp tục em. Thầy đọc đề, tiến hành hướng dẫn tóm tắt rồi giải chi tiết cho các em nha. Ba lớp 7A, 7B, 7C góp tiền nuôi heo đất để giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Thầy nghĩ chương trình này là một chương trình rất là ý nghĩa và rất là thiết thực cho cuộc sống. Hiện tại bây giờ cái mùa Covid thì nói chung có rất là nhiều bạn gặp hoàn cảnh khó khăn. Thì nếu mà trong lớp, trong trường mình mà làm được cái này thì thầy nghĩ rất là ok nha. Tỷ lệ góp tiền của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 8, 9, 10. Biết số tiền đó đóng góp của lớp 7A nhiều hơn lớp 7. Thầy nói lớp 7C nhiều hơn lớp 7A, đó chính là 50.000 đồng. Tính số tiền nuôi đất của mỗi lớp. Gặp cái dạng này thì chắc chắn ta sẽ áp dụng cái tính chất của vậy thì số tiền đâu để em giải. Người ta hỏi cái gì thì người ta gọi cái đó. Người ta hỏi này, tính số tiền nuôi đất của mỗi lớp đã góp thì chúng ta sẽ gọi em nhé. Chúng ta sẽ gọi X, Y, Z hoặc là A, B, C đó. X, Y, Z tùy. Nhưng mà thông thường là có hai cách gọi thôi các em. X, Y, Z hoặc là A, B, C thôi. Ở đây là đơn vị là đọc nha. Lần lượt là cái gì các em? Là số tiền nuôi heo đất của lần lượt của lớp gì em? Lớp 7A, 7B, 7C. Và cái điều kiện của chúng ta là đây là X, Y, Z, chắc chắn nó phải lớn hơn không đồng. Được chưa? Chứ góp đã nuôi heo mà không đồng, nghĩa là cái con heo nó không có cái đồng nào trong trong cái mình của nó rồi. Cái đúng không nào? Đó, bước đầu tiên là như vậy. Bây giờ mình có này, theo đề bài ta có để mà 7A, 7B, 7C lần lượt ở đây này, câu này này, có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất để chúng ta lập này, và điều kiện thứ hai là đây. Đấy, hai chỗ đó là ra, đó là ra rồi đó. Như vậy thì ở đây đáng lẽ chúng ta phải ghi một cái, đó chính là X chia Y chia Z sẽ bằng là 8 chia 9 chia 10. Từ cái này chúng ta sẽ viết ra luôn ở đây là gì nghe. Đó chính là X phần 8 sẽ bằng Y phần 9 và sẽ bằng là Z phần phần 10. Cái hiểu chưa? Đó. Đây này, đó. Đáng lẽ chúng ta phải ghi cái này trước. Nhưng mà chúng ta từ cái phần tỷ lệ này chúng ta chuyển vào đây. Được, ok. Và đồng thời có cái gì nghe? Và ở đây này. Cái này, cái câu này á, cái câu này thì chúng ta chuyển về đây rồi. Còn cái câu này lớp 7C, lớp 7C nhiều hơn lớp 7A là 50.000 đồng. 7C là gì? 7C là X hay Y hay Z? 7C là Z, 7A là X. Nhiều hơn nghĩa là các em sẽ lấy 7C trừ cho 7A. 7C trừ cho 7A thì bằng 50.000 đồng. Như vậy chúng ta có là Z trừ cho X thì sẽ bằng 50.000 đồng. Em hiểu không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng. Ở đây chúng ta sẽ tiến hành áp dụng tính chất giải định số cùng nhau để em giải đây nha. Ta có là áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau ta được. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ghi cái này lại. Đó chính là X phần 8 bằng Y phần 9 bằng Z phần 10 bằng. Ở đây các em để ý này, ta phải phụ thuộc dựa vào cái này này. Ta lấy Z trừ X thì các em sẽ lấy 10 trừ 8. Ta phụ thuộc vào phần này rất là nhiều các em nhé. Như vậy chúng ta lấy Z trừ X tử
trừ tử thì mẫu trừ mẫu, nhưng mà ở đây không phải là x trừ z mà là z trừ x, thì các em bắt buộc phải lấy là cái mẫu của z là 10 trừ 8 nha. Như vậy z trừ x ở đây ra thế bằng 50, 10 trừ 8 thì bằng 2. Như vậy ở đây ra được ở đây là 25.000, đúng không? Như vậy tới đây để mà giải ra được x y z thì các em chỉ việc lấy cái đầu bằng cái cuối là ra x, lấy cái thứ hai là y phần 9 bằng 25.000 ra được y, lấy z phần 10 bằng 25.000 thì ra được z, vậy thôi. Ok, như vậy thì chúng ta suy ra này, ta có x phần 8 sẽ bằng 25.000. từ đây chúng ta suy ra x, ta lấy số 8 này nhân chéo lên đây, lấy số 8 này ta nhân chéo lên, hiểu chưa? Này 8 nhân cho 25.000, 8 nhân cho 25.000 thì bằng 200 luôn, 200.000 đồng. Cái thứ hai để tính y thì em có y phần 9 sẽ bằng 25.000 đồng. Từ đây chúng ta suy ra y này sẽ bằng là lấy 9 nhân chéo lên đây, hiểu chưa? Lấy 9 nhân chéo lên đây, như vậy chúng ta có 9 nhân 25.000 thì ở đây sẽ bằng là 225.000. Còn z phần 10 sẽ bằng 25.000. Từ đây chúng ta suy ra z lấy 10 nhân lên, hiểu cách làm nhỉ? Như vậy bằng 250.000, vậy thôi. Như vậy thì bây giờ đã có sẵn rồi, đã kết luận cuối cùng vậy. Lớp 7A đóng góp bao nhiêu? Đó chính là 200.000 đồng. Tương tự như vậy, lớp 7B đóng góp, kem tự ghi nha, 225.000 đồng. Tương tự như vậy, lớp 7C đây là 250.000 đồng. Ok, xong. Bài 4 thì giải như vậy, các em có hiểu không? Hiểu đúng không nào? Dễ đối với những bạn làm được và cảm thấy thú vị những cái dạng toán này. Còn nó rất là khó đối với những bạn không thú vị và không có thích học toán em nha. Có hai mặt lúc nào như vậy, có người thì ghét, có người thì thương, sống sao mình cho vừa lòng nhau được, đúng chưa nào? Nên là thầy sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo được tất cả các em đều thích thầy, nhưng mà chắc chắn sẽ có một bộ phận nhỏ sẽ không thích các em ạ. Chúng ta sẽ đi sang câu số 5. Rồi chúng ta sẽ đi sang câu số 5 các em. Một điểm, 48 công nhân dự định hoàn thành công việc là trong 12 ngày. Sau đó vì một số công nhân phải điều động đi làm việc khác, số công nhân còn lại phải hoàn thành công việc trong 36 ngày. Chứng tỏ là cái số lượng người mà nó giảm xuống thì số ngày nó sẽ tăng lên. Chứng tỏ cái số công nhân và cái thời gian hoàn thành sẽ là hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau. Có đúng không nào? Đang hình dung là số người mà càng đông á. Ví dụ như bây giờ xây một ngôi nhà xong trong vòng khoảng 3 ngày là 100 người, nhưng bây giờ thầy đưa ra có 3 người thì chắc chắn cái thời gian hoàn thành nó sẽ lớn gấp mấy lần cái thời gian mà dự định như vậy. Em hình dung như thế, tại vì cái thời gian và cái số người làm việc thì nó sẽ tỷ lệ nghịch với nhau. Cái số người làm việc mà càng nhiều thì thời gian hoàn thành nó sẽ càng ngắn, và ngược lại, vậy thôi. Người ta yêu cầu là tính số công nhân bị điều đi. Như vậy cái số công nhân ban đầu của chúng ta là 48 công nhân. Như vậy bây giờ chúng ta phải tính giùm thầy cái gì em? Chúng ta tính giùm thầy số công nhân còn lại. Tính số công nhân còn lại để hoàn thành công việc trong vòng 36 ngày này cái nào? Sau khi chúng ta biết được cái số công nhân mà ở lại để mà làm để hoàn thành xong cái 36 ngày thì em sẽ lấy 48 công nhân ban đầu này, chúng ta trừ đi cho thầy cái số công nhân còn lại thì nó sẽ ra được số công nhân đã chuyển đi. Em hiểu nè. Như vậy thì ở đây để tính số công nhân bị chuyển đi thì người ta lấy số công nhân 48 công nhân ban đầu trừ đi cho cái số công nhân còn lại để hoàn thành cái công việc là trong vòng 36 ngày này. Thì bài này nó chính là chúng ta giải theo cái hướng là tỷ lệ nghịch em nhé. Đầu tiên ta sẽ gọi x là cái số công nhân còn lại để làm việc.
thì x này nó phải thuộc là tập hợp số tự nhiên ha, n sao em, nghĩa là nó phải 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 gì, phải lớn hơn không ha. Đấy. Tiếp tục ta lập luận tiếp cái câu là vì số công nhân làm việc và cái thời gian hoàn thành là hai đại lượng như nào em, tỷ lệ gì, tỷ lệ nghịch à, với nhau nên ta có, nên ta có điều gì em à, đây từ cái 48 công nhân, nếu 48 công nhân thì nó sẽ hoàn thành trong 12 ngày, đây chính là cái hệ số tỷ lệ A này, theo công thức là A sẽ bằng Y nhân X các em nhớ nè. Như vậy thì đầu tiên ta sẽ có cái gì em, ta có 48 nhân cho bao nhiêu 12 thì cái số công nhân làm việc tương ứng, ta hiểu nè, cái số công nhân làm việc tương ứng 36 ngày đó chính là X. Như vậy X này nó sẽ nhân cho gì, nhân cho 36, đây là hệ số tỷ lệ A này. Cái này là ít là cái số công nhân cần tìm ở lại này. Cái này là cái thời gian hoàn thành này. Như vậy bây giờ chúng ta đi tìm ít thôi. Em hiểu nè. Từ đây chúng ta suy ra ít này sẽ bằng 48 nhân cho 12 và chia cho 36. Được nè. Ta sử dụng máy tính chúng ta bấm nha. 48 nhân 12 bằng chia cho 36. Như vậy nó sẽ ra là 16. Và 16 này đã chính là 16 công nhân nè. 16 công nhân. Do đó 16 công nhân ở lại hoàn thành công việc trong bao nhiêu, 36 ngày. 36 ngày tương ứng với lại là 16 công nhân này, đúng không? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tính được số công nhân chuyển đi là bằng cách lấy cái số công nhân ban đầu là 48 công nhân này trừ đi cái số ở lại thì ra được số chuyển đi. Tại vì cái mục đích cuối cùng là người ta hỏi là hỏi con số công nhân chuyển đi chứ không phải là số công nhân ở lại. Các em hiểu nào? Vậy số công nhân chuyển đi là các em lấy 48 trừ cho 16 thì bằng 32 công nhân. Xong đây thôi, các em hiểu chưa? Đấy, ok. Các em rõ chưa nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 6 về phần hình học. Như vậy thì clip này tới đây kết thúc, chúc em học tốt và thi tốt ở trong cái đợt thi học kỳ 1 này nha, kết quả thật là cao và bạn nào cũng được học sinh giỏi nha. Bye các em, ok.